cờ ta đi ngang và đã phát hiện ngôi nhà này của bà chứa chấp một cái linh vật gây chết chóc. Chiếc gương. Tại sao bà lại rước quả vào thân, rước đại quả vào ngôi nhà này của bà? Mau đưa chiếc gương đó ra đây cho ta. Muốn có được chiếc gương của lão ngư dân, Tên Phú Hộ đã dùng kế để gã đầy tớ đánh tráo nó. Ôi, rồi đây ta sẽ trở thành hào phú giàu nhất nước này. Nhưng tài lộc vừa mới đến thì tai họa đã ập tới gia đình lão Phú Hộ do sự tham lam quên quang của hắn. Số phận của lão Phú Hộ sẽ ra sao? Cuối cùng chiếc gương sẽ thuộc về ai? Mời quý khán giả đón xem phần 2 truyện Chiếc Gương Thần Bí, được phát sóng vào lúc 19:30 Chủ nhật ngày 9 tháng 12 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.